Alo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Huy mới vừa về một chiếc xe Fortuner máy dầu sản xuất năm 2017 nha các bạn. Xe này thì là cái dòng xe được nhập khẩu từ Indo nha. Thì mình sẽ quay sơ bộ về tình trạng của chiếc xe để các bạn nắm. Thì xe này thì biển số là thành phố, cho nên là các bạn nào mà muốn sở hữu chiếc xe này mà có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số nha các bạn. Đây mình sẽ quay về cái phần cái vỏ để cho các bạn xem. Gai vỏ còn khá là dày, các bạn cứ lái xe về là yên tâm sử dụng thôi, không cần phải lo về vấn đề vỏ nữa. Xe này thì có gắn chén cửa mà chrome, rồi có cái nẹp chân kính có gắn nha các bạn. Đó, che mưa. Đó, trời mưa này có gắn che mưa là cực kỳ là quan trọng nha các bạn. Khi mà mình đi qua các cái chỗ mà thu phí cầu đường nữa, hạ kính xuống thì nước mưa nó không có tạt vào. Xe thì có dán phim cách nhiệt hết rồi. Đây mình quay sơ bộ thông số tiêu thụ nhiên liệu cho các bạn coi. Về cái phần nhiên liệu á, thì trong đô thị thì 8.6 lít, ngoài đô thị là 6.2 lít thôi, còn kết hợp là 7.1 lít nha các bạn. Thông số này là khá là chuẩn với cái mức tiêu hao nhiên liệu của động cơ diesel này nha. Đây, diesel. Rồi xe thì có bố trí cái viền đèn. Xe thì mới lấy về bên mình cũng chưa có tiến hành vệ sinh là Marukuri nha các bạn, cho nên là xe nó cũng chưa được sạch lắm, các bạn xem thông cảm nha. Đó, camera gear, cảm biến gear phía sau đầy đủ nha. Sơ bộ thì về chất lượng sơn của chiếc xe này thì còn khá là mới nha các bạn. Chủ xe đi giữ cũng tương đối là kỹ. Với một chiếc Fortuner á, thì mình sử dụng coi như là kinh doanh á, thì khá là chuẩn nha, khá là tiết kiệm về cái độ tiêu hao nhiên liệu. Và với một chiếc xe nhập từ Indo sản xuất năm 2017 này thì trên thị trường không còn nhiều nha các bạn. Nhu cầu mà khách bán lại không còn nhiều. Cũng đã lâu rồi bên mình mới có một chiếc 2017 như thế này. Rồi mình vào bên trong để xem về phần nội thất bên trong của xe nha. Rồi xe thì nội thất bên trong, đây mời các bạn xem, màu nâu nha. Khá là sạch sẽ, bên mình chưa có làm gì nha các bạn, chưa có vệ sinh nội thất bên trong. Đây là trần, ni lông trần. Cửa gió dàn lạnh sao nha. Đối với dòng Fortuner này thì dàn lạnh sao được bố trí là hai cửa gió, cho nên là hệ thống lạnh ở trong khoang hành khách thì sẽ được phân bổ đều. Hệ thống lạnh khá là buốt với dòng xe của Toyota nói chung và Fortuner là nó riêng. Đó, có cái đây có chỗ sạc 12V nha các bạn. Chủ xe khá là kỹ, lót thêm một cái tấm để chân ở đây. Ngoài ra còn bọc thêm một cái trải sàn ở phía sau nữa, phía dưới nữa. DVD nha các bạn. DVD. Đây vô lăng. Vô lăng thì có tích hợp các cái nấm điều khiển giọng nói nè, đàm thoại rảnh tay. Đó, rồi điều chỉnh âm lượng đầy đủ. Rồi với những cái chiếc xe mà ở bên chỗ Huy thu về đó, thì ở bên Huy đảm bảo không có bị đâm đụng, không bị ngập nước, không bị thủy kích. Cho nên là các bạn nào có nhu cầu mà mua xe qua sử dụng á, thì hoàn toàn yên tâm với những cái sản phẩm mà bên Huy cung cấp nha.
Và đặc biệt là bên Huy có sự hỗ trợ từ phía ngân hàng tài chính Toyota, sẽ hỗ trợ cho các bạn vay với lãi suất cực kỳ ưu đãi. Đó, cho nên là các bạn nào mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn nha. Rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu như mà các bạn nào vẫn chưa tìm cho mình được một sản phẩm phù hợp thì vui lòng đăng ký kênh. Để khi mà có sản phẩm thì Huy sẽ gửi đến kênh cho các bạn xem và đến sở hữu chiếc xe mình một cách sớm nhất có thể nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.